Dạ hello, em Trần Anh Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả các anh chị gần xa trên 63 tỉnh thành có được nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình. Kính thưa toàn thể tất cả các bà con cô bác, hôm nay bên Trần Anh lại tiếp tục về một mẫu xe Jolly sản xuất năm 2005, bản số 51H70299. Xe đồng sơn phong dáng anh chị cùng trải nghiệm với Trần Anh nè. Xe rất là đẹp luôn, sơn rin phủ toàn tập từ trên xuống dưới nha. Xe không một vết trầy, đời 2005 máy 2.0, 5 cấp số anh chị nha. 4 vỏ mới, mâm đúc, biểu tượng của Jolly, dòng xe Mitsubishi, đăng kiểm tháng 10 năm 2020. Bận chêm nó một cái áo màu xanh vỏ dưa, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực trong cuộc sống luôn. Đi đôi với chiếc xe này là hai cụm đèn nguyên rin theo xe, không có một dấu hiệu là trầy trụ luôn nha bà con. Xe này không có một dấu tích là đâm va cứng đụng trên chiếc xe đâu. Chiếc xe là niềm đam mê, là niềm vinh quang bên Salon ô tô miền Nam, chi nhánh 2 bên Trần Anh ô tô, luôn luôn thể hiện đẳng cấp cùng đồng hành cùng tất cả các anh chị trên mọi cung đường phù xe nhé. Bản số 51H70299, xe đồng sơn không một vết trầy luôn. Tình yêu thương bao la đong đầy hơn tất cả để Trần Anh tặng cho bà con, cô bác một cái màn hình, một cái cam dê. Đó là tình cảm của em thôi. Đó, anh chị mua chiếc xe và anh chị chạy. Xe rất là cọp. Riêng quay chiếc xe lên Trần Anh rất là tự tin, rất là tự hào luôn. Vì những mẫu xe đẹp nhá. Bên Trần Anh cam kết với toàn thể tất cả các bà con chỉ bán những mẫu xe đẹp cho bà con thôi. Đây anh chị ạ, 4 vỏ nè, mới tinh. 4 vỏ là mới tinh nha, mâm đúc. Không có dấu hiệu là trầy trụa. Đây là phần gầm bệ nè. Anh chị coi đời 2005 mà gầm bệ nó cỡ này nè. Từ những con tán cao su nó còn nguyên bản dưới gầm luôn. 4 vỏ mới, ơi là mới nha anh chị nha. Biểu tượng của Mitsubishi Jolly. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp đến với tay người sử dụng luôn. Hai cụm đèn mới ken xà beng. Không một vết trời. Đó là nàng Jolly anh chị nha. 4 cánh cửa để dán pin cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Xe không có dấu tích là lỗi lầm luôn. Chất sơn rin phủ toàn diện. Đi đôi với bộ tem nè. Đi đôi với bộ tem nguyên bản qua thời gian 5 tháng. Em nó có bạc. Nó có bạc đi cái lớp tem nha. Bạc đi cái lớp tem toát lên cho em nó một cái vẻ đẹp tự nhiên luôn. Một vẻ đẹp tự nhiên không cần chỉnh sửa nha. Cọp chưa? Siêu cọp, siêu chất, siêu đẹp đến với tay người sử dụng. Hai cụm đèn đứng nguyên bản theo xe mới ken xà beng không một vết trầy. Đây là hai cụm đèn phía sau nè. Đẹp chưa? Không một vết trầy, đã được chụp ốp inox hết toàn bộ. Biểu tượng mạc tem của con Jolly nè. Công ty ô tô Phú Vinh. Biểu tượng của Jolly 51H70299 đây nha anh chị nha. Nè, logo Mitsubishi nè. Anh chị coi phần đuôi nè. Đó, phần đuôi là nguyên rin theo xe, không một dấu hiệu độ chế. Con này bánh treo, biểu tượng của Mitsubishi nè. Đây là vỏ Seiko nè, không có dấu hiệu là trầy trụ luôn. Đẹp như nhau máy 2.0 nha. Hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn là mới kéo luôn. Đây từ trên xuống nè. Không có dấu hiệu là trầy trụ. Cản nè. Cản phía sau là nguyên bản theo con Jolly. Thắng lên một cái là sáng rực trời mây luôn nha anh chị nha. Đây là bộ tem rin nè. Đi đôi với bộ tem rin nè. Mượt mà chưa? Rất là đẹp nha anh chị. Kính biểu tượng của Mitsubishi không có dấu hiệu là thay thế. Đây là toàn bộ từ trên đây là chất sơn rin hết toàn diện nè. Đẹp lắm. Đây ạ, kính của Mitsubishi nè. Anh chị cùng trải nghiệm qua phần tappy cùng với Trần Anh nè. Đây là nỉ nè. Nỉ non nguyên bản theo nhà sản xuất nha. Keo chỉ là không mất phần nào từ những cái vân gai trên phần tappy, không có dấu hiệu là phai mờ luôn. Đẹp xuất sắc. Gạt tàn thuốc còn nguyên bản từ phần nhựa nè. Từ phần nhựa tappy nè, loa nguyên rin anh chị coi, từ những đinh bấm cao su nè, còn nguyên bản keo chỉ là không mất phần nào. Lóc khóa, mở cửa khóa cho em an toàn còn nguyên rin luôn. Đây là những sóng lường chất sơn rin phủ toàn diện. Trên chiếc xe hai bên là bề các chân nè. Một màu sắc trung thực, nhẹ nhàng, đầy khuyến rũ luôn nha bà con. Đây kết hợp nè, ghế nỉ nè. Anh chị coi đây là phần ghế nỉ nè. Ghế nỉ nguyên bản theo xe mới ken xà beng. Đây là phần tappy nè. Tay nắm inox, mọi thứ chức năng đầy đủ, không thiếu bất cứ một khoản gì đâu. Dòng xe Jolly 8 chỗ, anh chị có thể chở được 8 người nha. Học tùy tay nguyên bản theo sản xuất, từ phần tay gối đổ về nè. Đẹp len ken luôn, không một vết trầy. Lót sàn anh chị ạ. Đây là lót sàn, toàn bộ là lót sàn da hết toàn diện rồi. Mới lắm. Đây là phần ghế sau anh chị xem nhé.
Đó. Phần ghế sau đẹp leng keng, không một dấu hiệu trầy trụ luôn, mới tinh. Trần nỉ. Trần nỉ bọc chi lông cách nhiệt hết toàn bộ. Đây là 6 lỗ thông lạnh cực kỳ là lớn nè. Đây là những cái đinh bấm nhựa là anh chị coi nè. Đó, đây là phần đinh bấm nhựa nè. Nguyên rin luôn nhá. Chất đóng cửa rất là liền. Đây anh chị coi nè. Đó, chất đóng cửa chất chưa? Cực kỳ là chất luôn. Táp bi. Đây là phần táp bi bên phía bên tài nè. Qua thời gian 5 tháng em nó cũng không dấu hiệu bị phai mờ nha. Toàn bộ là nỉ hết toàn diện. Trang bị là lóc kính là 4 cánh cửa nè. Chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Keo chỉ là không mất phân nào, chất sơn rin phủ toàn diện nhá. Đẹp chưa? Không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đục trên chiếc xe nhá. Siêu đẹp, siêu chất, siêu cọp đến với tay người sử dụng luôn anh chị ạ. Đó, có cái phần tắp bi trên đây nó hơi bị bể thì tí xíu, một tí xíu ở đây thôi. Không ảnh hưởng nha, đây nè. Đó, xe có sao cho anh quay cận cảnh, quay chi tiết cho bà con, bị bể một xíu thôi, cỡ 5 phân, một tí xíu thôi. Hai bên lường nè, đẹp như nhau anh chị nha. Đó, hai bên lường. Báo cửa mọi thứ chức năng nè. Mạc tem nguyên bản theo xe luôn. Đẹp chưa? Đây là phần ghế tay gối đổ về nè. Xe vô cùng là sạch sẽ, anh chị xem nè. Đây là phần bệ ghế nè, chỉnh ghế nè, chỉnh tay vai nè. Đây là phần bệ ghế mở xăng nè. Mọi thứ chức năng ok lắm, côn ga số nè. Không có dấu hiệu là biểu tượng bị phai mờ. Anh chị thấy côn ga số đẹp chưa? Những cái vân ga trên côn ga số, chủ nhà chạy xe này cực kỳ là giữ kỹ nha bà con. Chất xe bà con yên tâm. Kết hợp cho em nó nè. Gương chỉnh điện nè. Như Trần Anh đã nói, con này trang bị cho em nó một cái màn hình CD nghe nhạc thông thường thôi. Như Trần Anh đã nói, Trần Anh sẽ tặng cho bà con một cái màn hình nè, một cái cam dê nè. Xíu nữa Trần Anh cho thợ bắt luôn nha. Phần tắp lô, tắp bi không có dấu hiệu là khoan đục. Đó anh chị coi nè, mới len keng luôn. Đó, phần một cụm tắp lô từ trên đổ về, rất là sạch sẽ, vô lăng. Đi đôi cho em nó là vô lăng 4 chấu biểu tượng của Mitsubishi. Đèn còi, mọi thứ chức năng đầy đủ trên con xe rồi. Lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Táp bi bên phụ cực kỳ là sạch sẽ, ghế sạch sẽ vô cùng. Trần đẩy bọc chi lông cách nhiệt nè. Đó, từ phần tấm trắng nóng nè, nguyên rin luôn. Côn số nguyên bản nhá. Trần Anh quay 4 cánh cửa xong Trần Anh sẽ quay vô chi tiết của phần nội thất cho bà con cô bác cùng chiêm ngưỡng cái mẫu xe Yoli đời 2005 bên Trần Anh Auto bán ra nhá. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, đó là nàng Yoli anh chị nha. Nhẹ nhàng đầy sức khuyến rũ trong cuộc sống luôn. S Center anh ngắm em thương rất là nhiều. Tuyệt vời chưa? Dạ. Đây anh chị ạ. Đây là phần tắp lô nè anh chị coi nè. Đó, từ phần tắp lô của con Yoli nè, sạch sẽ nhá. Không có dấu hiệu là khoan đục hay chém đục trên chiếc xe đâu. Vàng lạnh thông minh. Mở cốp nè, mạc tem trong cốp còn nguyên bản luôn. Đời 2005 từ phần bệ ghế đổ về nè. Sạch sẽ vô cùng, côn ga số không có dấu hiệu bị phai mờ. 1, 2, 3, 4, 5R, học để đồ, nguyên bản theo con Yoli luôn. Từ phần ghế nè, trang bị toàn bộ ghế nỉ nè, mới tinh. Đây phần bề ghế đây. Hai bên nè, anh chị coi xe rin, xe đẹp hay không, anh chị chỉ cần nhìn chừng anh mấy cái này thôi. Từ mấy cái phần tay nè, tay chỉnh của ghế nè, còn nguyên bản theo nhà sản xuất nha. Hai bên nè, hai bên lường của hai cửa nè, không có dấu tích là đâm va, cứng đục như chiếc xe nhá. Đó, xe này không đẹp thì xe gì đẹp nữa. Những mẫu xe Trần Anh quay lên bao cho anh chị hết toàn bộ. Xe có sao Trần Anh nói thẳng nói chuẩn. Từ phần đinh bấm nhựa của phần tắp bi cửa nè, còn nguyên rin luôn, không dấu hiệu phai mờ nhá. Đó, phần tắp bi nè, tay nắm ốp inox nè. Keo chỉ 4 cánh là đẹp như nhau nè, mất phân nào không? Không mất một phân nào nhá. Đây là chất sơn rin phủ toàn diện luôn, đẹp ngất ngây mùa thu xanh. Chất đóng cửa rất liền lạc, rất là mạnh mẽ với động cơ dung tích xi lanh cực khủng. Tắp bi bên phụ gạt tăng thuốc, mọi thứ chức năng. Tay nắm inox từ phần tắp bi nè, quay đầu nè, đẹp chưa? Đó, bà con thấy kỹ chưa? Keo chỉ lóc khóa cho em an toàn còn nguyên rin theo nhà sản xuất luôn nhá. Xe siêu đẹp đến với tay người sử dụng, đời 2005 anh chị nhá. Đây là phần nách cửa nè, keo chỉ trong nách là không mất phân nào luôn, không có dấu bị xét rỉ. Lót sàn phía sau cực kỳ là sạch sẽ, dây đai bảo hiểm an toàn còn nguyên bản. Đây là phần chỉnh tay ghế nè, đó, gấp ghế nè, nhẹ nhàng chưa? Hai bên đẹp như nhau anh chị nha, chỉ cần anh chị gấp ghế lại anh chị có thể chở được rất là nhiều đồ đạc. Đây là phần tay gối từ của ghế phía sau đổ về nè,
sạch sẽ len ken luôn. Đó, không một vết trầy. Lót sàn nè, cực kỳ là sạch sẽ nha bà con. Trần nè, trần nỉ mới tinh, dàn lạnh, 6 lỗ thông lạnh nguyên bản cho xe, từ những cái đinh bấm nhựa trên dàn lạnh nè, còn nguyên rin nè. Kèo cột không có dấu hiệu bị đâm va nhá. Chất chưa? Siêu chất, siêu đẹp, siêu cọp đến với tay người sử dụng. Hãy cùng Trần Anh cất bước vô phần nội thất và trải nghiệm động cơ uy lực của con Jolly nhá. Máy 2.0, máy xăng, mức độ tiêu hao nhiên liệu em này chắc nó nằm tầm 10 lít đến 11 lít trên 100 km nha. Đẹp chưa? Very good luôn. Anh chị để ý cho anh là từ những cái kính là không có dấu hiệu là chảy xước luôn nè. Kính là dán phim cách nhiệt nè, anh chị coi mới nè. Anh chị thấy không? Đẹp không? Trần Anh soi mặt, Trần Anh còn thấy ở trên trên kính luôn là anh chị biết rồi. Đó, kính bóng loáng, không một vết chày. Phía trên này, dán toàn bộ ron inox hết toàn bộ rồi nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp len ken luôn. Đây anh chị trải nghiệm cùng phần máy cùng với Trần Anh ô tô nhé. Đề nhẹ phát nổ máy luôn rồi. Xe bao êm bao chất đến với tay người sử dụng nhé. Tua máy nè. Nhồi nhẹ lên 5.000 vòng rồi. Đèn còi nè. Trợ lực lái nè, rất là nhẹ nha. Riêng dòng Jolly sát nặng chạy cực đầm với động cơ dung tích 2.0, giúp em nó hoạt động vận hành trên các cung đường Việt Nam nhé. Rất là ok. Con này kết hợp không thiếu bất cứ một khoản gì luôn, gương chính điện. Đây là phần 2 thân trụ. Đây là phần 2 thân trụ đổ về nè. Đẹp len ken nha. Từ phần tắp bi, 4 cánh cửa chính điện sao mà mượt mè đến thế. Đó, anh chị thấy không? Không có dấu hiệu là rít ron nhá. Lên rất là ok luôn, anh chị coi nè. Đẹp như nhau nè. Mượt chưa? Rất là mượt mè nha bà con cô bác. Đây là phần thân trụ nè. Đó, đinh bấm nhựa nguyên bản nè. Xe nè. Đẹp như nhau luôn, phần tắp bi nè. Trang bị cho em nó một cái dàn CD thông thường thôi. Thì hôm nay Trần Anh sẽ tặng anh chị màn hình cam dê. Đó là lời Trần Anh nói nha, máy lạnh mở phát có lạnh nè. Đây là đóng AC nha. Nút xanh mở lên đóng AC, nhấn ra là hết AC nè. Đóng vô nè. AC nút xanh hiện lên ngay nha. Xông kiến mọi thứ, lấy gió trong gió ngoài đang hoạt động, xông kiến đang hoạt động luôn. Ok chưa? Đó, chất xe siêu đẹp siêu chất. Chế độ chỉnh gương. Con này dòng này bản đủ nha. Từ phần tắp lô đổ về nè. Ưu tiên nè. Mọi thứ chức năng là khóa dàn lạnh nè, mở dàn lạnh nè, đầy đủ, còn đang hoạt động luôn. Xe không thiếu bất cứ một khoản khác gì luôn trong cuộc đời anh chị nhá. Côn số nè, 1, 2, 3, 4, 5 R nè. Hũ số nè, mới len ken luôn. Trợ lực nhẹ lắm. Đèn đóm nè, kết hợp đèn đóm nè. Con này nè, trang bị là gương chính điện nè. Đó, rin theo nhãn xuất nha, máy 2.0. Dòng xe bản đủ. Dòng này nó có hai phiên bản, anh chị nhớ giùm cho Trần Anh nha. Một là bản gầm, hai là bản bánh treo nha. Đó, nó có hai phiên bản. Thích hợp là gương chính điện, đầy đủ trên con xe rồi. Máy móc nổ thì thầm mùi xuân luôn. Đẹp như nhau anh chị nha. Đó, mọi thứ chức năng ok lắm. Lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm ra bất cứ một khoản gì nha. Xịt nước nè. Anh chị thấy đầy đủ trên chiếc xe chưa? Không thiếu bất cứ một khoản gì luôn bà con. Đây nè anh chị. Anh chị coi phần gạt nước phía sau nè. Còn đang hoạt động nè. Đó, đó là chiếc xe rin mà bên Trần Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con đó. Gương hoạt động. Đó, gạt mưa phía sau đang hoạt động là mở nè, gạt nè. Tắt nè. Mở nè. Thấy chưa? Ok chưa? Xe này không cọp thì xe gì cọp. Đây là những cái đinh bấm trên dàn lạnh nè, còn nguyên rin nè, không mất một phần nào luôn nhá. Đinh bấm nhựa, tay nắm trên trần nè, theo nhà sản xuất hết toàn bộ nhá. Từ phần tắp lô tắp bi rất là liền lạc, tạo cho em nó có một cái một cục khối nhá, một cục khối rất là liền trong cuộc sống luôn. Cuộc sống cũng như cuộc đời luôn luôn mang lại cho anh chị nhiều tiếng cười, nhiều vẻ đẹp trong cuộc sống. Nơi đó chúng ta tìm về một bầu trời xanh xanh ngắt và lãng mạn nhá, cực kỳ forever, cực kỳ my love luôn. Hạnh phúc và mãi mãi anh chị nhá. Đẹp ken xà beng chưa? Đó. Chất đóng cửa. Đóng rất là ok. Mới tinh.
đẹp len keng luôn, nghe chất đóng cửa nè. Đấy, đây nè anh chị ạ. Phía bên tài nè. Thấy chưa? Đây nè. Đó, nghe là biết rồi. Mọi thứ chức năng đang hoạt động. Kết hợp là xi nhan bên hông. Chữ này nó bị mất rồi nha. Chữ này không đáng kể đâu, mua cái chữ này có mấy chục ngàn thôi. Đó, xi nhan bên hông. Mọi thứ đang hoạt động luôn anh chị ạ, đèn đóm nè. Sáng rực chiều mây. Xe có sao báo như vậy, cháy cái bóng đèn bên đây nó bị cháy rồi nè. Để Trần Anh thay cho anh chị nha. Còn cùng trước đèn halogen truyền thống về con Jolly nè. Vẫn còn in hàng trên môi son của em nó luôn. Đẹp dịu dàng mà không chói sáng là vầng mặt trời của em Jolly nha anh chị nha. Tuyệt vời chưa? Siêu cọp siêu chất đến với tay người sử dụng luôn. Trải nghiệm luôn cùng với Trần Anh. Phần máy đây. Máy đẹp len keng. Đây anh chị nè, nắp capo nè, toàn bộ là sơn rin hết toàn tập luôn. Đó, đẹp chưa? Những cái đinh bấm nè, keo chỉ cho nắp capo nè. Không có dấu hiệu là đâm phai hay là cứng đục nha, không mất một phân nào luôn nha. Em nó đẹp như là một cô tắm dịu hiền nha. Cô tắm về làng anh chị ạ. Đẹp chưa? Hai bên sóng lường là chất sơn rin phủ toàn bộ nè. Không có dấu hiệu là chảy xước luôn. Đây là thanh dàn trước của em nó nè. Đệm cao su giá đỡ của đà dằn đây nè. Còn nguyên rin là từ những con tán nè. Không có dấu hiệu được khui mở. Máy móc nổ cực êm, siêu chất siêu cọp đến với tay người sử dụng luôn. Mang lại cho anh chị có nhiều khoảng khắc, nhiều màu sắc khác nhau trong cuộc sống nha. Keo chỉ cho nóc capo nè. Không mất một phân nào. Đẹp như nhau. Đẹp tự như cánh hùng phai nha. Ok chưa? Đây anh chị ạ. À, dầu trợ lực, mọi thứ chức năng đầy đủ với con xe. Boe cảm biến gió, họng gió chờ. Đầy đủ rồi anh chị ạ. À, con này xài 1, 2, 3, 4 4 TB full, 4 TB ri nha. Xe nè. Không một tí xíu độ hơi. Anh chị coi xe nè. Không một tí xíu độ hơi nha. Cực cọp, cực chất luôn. Máy móc nè. Để cho anh test cho anh chị coi phần máy nha. Chưa? Máy móc nổ thì thầm mùa xuân, đóng nắp capo không nghe tiếng máy luôn nha bà con. Đó là những mẫu xe chất bên Trần Anh Auto đó. Đây là cổ ghe FI nè anh chị ạ. À, xe này nổ siêu êm luôn. Máy chất nội à. Đây anh chị coi nè. Em ru. Con này sử dụng ở cục Lenco nhá. 1, 2, 3, 4. Đây là 4 đường dẫn vô cục Lenco, dắt điện vô 4 đầu ri đúc, toàn bộ nhiên liệu, trang bị cho em nó bình khô, bốt lái, mọi thứ chức năng là nỉ nè. Đây là phần nỉ cách nhiệt nè. Nguyên bản cho con Jolly nè. Mới keng xà beng. Máy móc đang hoạt động nè. Đó, xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Bình nước nè. Nước xịt kiến là mọi thứ chức năng đầy đủ hoạt động hết rồi. Xe không một dấu hiệu ngày giờ đâm vai cứng đụng nha. Bao hết toàn bộ cho bà con cô bác luôn. Đẹp chưa? Chất nguội. Chất nguội qua từng năm tháng nhá. Siêu cọp siêu êm luôn. Đại bàng Đông Nam Á anh chị ạ. À, đây là mũi của con đại bàng nè. Đại bàng Đông Nam Á trên nắp capo nè. Không một dấu tích là lỗi lầm đâm va nhá. Đó chị xem cho Trần Anh đi. Đẹp chưa? Jolly sản xuất năm 2005. Bốn vỏ mới keng mới như nhau. Đây anh chị ạ. À, bốn vỏ nè. Bốn vỏ đẹp như nhau. Gầm nè. Riêng phần gầm nè. Phủ ceramic chống bụi gầm hết toàn diện rồi. Cập chưa? Lấy về là chạy. Hai cụm đèn phía sau sáng rực trời xanh luôn. Mọi thứ chức năng sau nè. Xịt nước nè. Đây là xịt nước còn đang hoạt động nè. Gạt nè. Gạt mưa đang hoạt động luôn nhé bà con. Bốn vỏ đẹp lắm. Đây anh chị nè. Bốn vỏ nè. Xe này không mua thì mua xe gì? Gốc màu xanh luôn nha. Phủ toàn bộ ceramic chống bụi gầm hết toàn bộ rồi. Không có một dấu hiệu là mục ngọt. Keng xà beng chưa? Chất nuôi. Đây nè anh chị. Đèn báo thắng phía sau nè. Còn nguyên bản luôn nè. Giá không hề rẻ đâu nha bà con. Đây anh chị nè. Anh chị coi dùm Trần Anh từng
từng cái con tán ở cái mâm này còn mới tinh. Con này là 5 mâm đúc, mẹt tem nguyên bản của thanh dàn giá đỡ của bánh treo nha. Máy là biểu tượng 2.0 nè. Đan xì là cốp nè, mở lên nè. Hỗ trợ là hai tia nhúng tia lực mạnh mẽ, đẩy em nó lên trên một tầm cao mới nhá. Hai bên nè, đây anh chị coi nè. Đó, coi cho thằng anh như vậy là biết rồi. Dây đai bảo hiểm an toàn nguyên bản theo nhà sản xuất nè, còn nguyên rim nè, không mất phân nào luôn. Anh chị thấy đẹp chưa? Đây là những cái đinh bấm nhựa nè. Coi dùm cho thằng anh như vậy thôi là biết xe đẹp hay xe chất rồi. Đây nè. Đó, đây là phần nhựa phía sau nè. Hai bên nè, không một dấu tích là đâm va, không một dấu tích là cứng đục trên chiếc xe nhá. Đó, anh chị thấy chưa? Đẹp chưa? Đẹp như nhau luôn, keo chỉ trong nách nè. Đây là phần keo chỉ trong nách của phần cửa sau nè. Không mất một phần nào luôn. Từ những con tán không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại luôn. Ghế là bà con có thể gập lại xuống toàn bộ nhá. Đây nè, đó, gập ghế xuống. Gập ghế xuống nha. Anh chị thấy chưa? Có thể gập ghế xuống luôn. Đây là mở cái này lên nè. Gập em nó lên nha, mở cái này là gập em nó lên nè. Ok chưa? Từ phần tay vai phía sau nè. Từ phần tay vai phía sau là nỉ hết, nỉ non nguyên bản cho xe. Kèo cột là những cái đinh bấm là không có dấu hiệu đâm va, không có dấu hiệu bị cấn đụng nha. Tay nắm trên trần nè, anh chị coi nè. Đó. Trần nỉ đây là hai dàn lạnh đang hoạt động, mở một phát lạnh. Lạnh ngắt rồi. Dàn lạnh phía trước thổi dàn lạnh phía sau nha, hai chúng ta cùng thổi, tạo cho nhau một cơn lốc mát lạnh trong cuộc sống nhá. Nhiều khoảnh khắc, nhiều sự lựa chọn. Đây là phần nỉ phía trong nè, khóa nè, mọi thứ chức năng là còn rin nồi, chức xưng rin phủ toàn tập từ trong ra ngoài, mất phân chỉ nào trừ hết tiền dừng anh phân đó đi. Đẹp chưa? Đó là khoảnh khắc của nàng Mitsubishi Yoli siêu cọp siêu chất đến với tay người sử dụng luôn. Đẹp hết sảy con màu vải nhá. Anh chị thấy cái màu sắc không? Trẻ trung và rất là lịch lãm trong cuộc sống luôn. Phần gầm đây anh chị ạ. Trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh nè. Cái gầm nè, cái gầm cỡ này mà sao mà một nổi bà con coi dùm Trần Anh cái gầm đi. Anh chị, cái gầm cục máy nè. Cái cục máy nó khô rang. Con này dẫn động cầu sau anh chị nha. Đây nè, đây là trục lép của cầu sau nè. Dẫn động cầu sau gầm về ở trong nè. Mới len keng, không có dấu hiệu là mục mọt nhá. Đó, xem kỹ cho Trần Anh nè. Máy móc từ cái bô còn mới tinh luôn à. Đời 2005 nè. Đó, đinh bấm ở dưới gầm nè. Nguyên rin, không một chút dấu hiệu là mục mọt nha bà con. Đây là trải nghiệm luôn phần máy cùng với Trần Anh nhá. Đây là anh chị coi cục máy nè. Cục máy là cực kỳ là khô ráo. Mới len keng, đây là nhìn kỹ nhá. Đẹp chưa? Xe này không mua thì anh chị mua xe gì? Đây là gầm bệ nè, nhìn kỹ nè. Đó, chị nhìn kỹ gầm chưa? Có chỗ nào mục không? Không có một chỗ nào mục luôn. Cực kỳ từ rô tin thước lái, rô tin trụ, thẳng tưng, bước đi trên từng con sóng. Đam mê về mẫu do ly vô huyền thoại này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Một màu xanh vỏ dưa tràn đầy mạnh mẽ trong cuộc sống nhé. Ok lắm. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại.